cây quất bao tiền, cây quýt bao nhiêu? Dạ bà ơi, nhà con bán đào, thế cây đào này bán bao nhiêu? Dạ bà ơi, cành này là 4 triệu, vừa hôm trước trên báo có vụ đầu vì bán điêu lên gấp mấy lần, mày nghĩ tao đần? Dạ thế thôi, con tặng cụ luôn. Mày thấy thế nào? Bà bá phải bà mua mà không mất tiền, bà chất VL, bà rất giống tao. Bà mày thì lại không giống mày. Một khi bước xuống phố và để bà vào chợ thì ai cũng phải khiếp sợ, điều đó là thật. Tin thì nhìn xem, mẹ cha con bán thịt sao mày lừa tao? 1,5 cân cơ mà sao được bôi tí? Bà bình tĩnh xem nào, tao không bình tĩnh với lại chúng mày. Bà hãy vùng lên đi, bà vào luôn đây, chúng ta về. Chiều nay chịu khó thiếu thịt, chán quê lờ, mỗi rau thôi. Bà vừa kịp mua bánh chưng, bán thăng hiệu ra đây đi về nhà bà. Bà nấu cơm cho hai đứa mày, bà có cái này, tí nữa bà cho. Thằng Hiếu xới cơm cho bạn, thôi bà con đã no rồi, thằng Hiếu gắp rau cho bạn. Mén làm ăn hết cơm rồi, thằng Hiếu cắm cơm cho bạn. Cơm nhà không sang đây làm méo gì, lát tao sẽ ăn bằng méo gì, đó là chuyện bà. Thằng Hiếu ngay vào và lấy cho bà sao, mày dám trêu bà tao? Bà ơi, bà lại cục với cháu như vậy sao? Sao đây rồi bà ơi? Mẹ cha tiên nhân mày có phải dao này đâu, lấy dao để bà gọt ta. Ăn cơm xong các con phải tráng miệng, Hiếu đâu lấy dao gọt cho bạn? Sao lần nào cũng lại là con làm, rốt cuộc ai mới là cháu bà? Bà hãy nói đi. Thôi ngay, ngồi xuống lắng nghe ta dặn, không được to tiếng nghe chưa, mày là cháu đích tôn của bà. Khi mà khách đến chơi con phải tiếp đón như người nhà, nhưng mà cháu thấy nó đang bị quá đà, cứ như nó đang là cháu bà chẳng công bằng tí nào. Lại thông báo tin động trời hôm nay, tên sát nhân Kiều Lương Tâm đã vượt ngục trốn thoát. Thông báo cho toàn thể nhân dân đề phòng và cảnh giác, nếu có tin gì về tên Tâm hãy gọi điện đến số 090. Bà Hoan ơi, ai thế bà? Sao đến giờ này? Chắc bố mày về. Bố có gõ thế đâu? Nếu có trộm nhớ trốn nghe chưa? Cháu biết rồi, bà cứ ra đi. Xin được chào bà Phạm Thị Hoan, cháu tên là Mây, công an thành phố Hà Tây. Cháu đến đây theo lệnh xếp, cháu mời bà vào trong. Tôi có làm gì đâu, tôi đã sống ở đây chục năm, chả có ai phàn nàn điều gì về tôi. Chắc chú nhầm nhầm, chắc chú nhầm nhầm, cháu không nhầm. Bà Hoan thân yêu ơi, bà đã rất xuất sắc khi giúp cho bọn cháu bắt được tên trộm. Bà có nhớ lúc sáng này bà đang đi mua hoa, có đứa vô tình dẫm ngay vào chuối bà. Chuối à? À nhớ rồi, tôi nhớ ra rồi. Xong thế nào, nó tiếp diễn ra sao? Sau đó thì nó ngã ra đường, dân xung lại bắt nó lên phường, bắt nó lên phường. Bà Hoan thân yêu ơi, bà hãy cố sống tốt, giờ cháu trao lại chiếc huy hiệu cho bà. Rồi cháu phải đi luôn đây, chỉ có mỗi thế à? À cháu quên còn chiếc phong bì.